không nổi. Phải đâu. Cái gì Hùng, cái gì Hà, cái gì Hùng. Bịt mà lắm ia thế, trận củ cạc cái ba ia. Ia đâu? Ba ia đéo nữa bịt mẹ. Bên mình à, bên mình hai ia, bên nó một ia là ba ia. Bên nó pan kìa. Ờ bên nó pan. Bên mình sang min sợ lùn. Pan tân sang. Bên hoàn tân rách. Bên đầu cái đang lùn. Gì? Hai ia cân nhau. Bịt min hoàn cân cân cái đấy cái khác thì bảo mí ngủ. Bài ai đẹp thì thôi, bài việt được. Có tài, thôi đứng đây cũng bảo đứng đây. Bài đấu xấu lắm. Ui, ba vòng chỗ rồi. Em cứ hét đi. Cứ bình luận đi. Ừ, quý vị và các bạn quay trở lại với kèo đấu của ngày hôm nay. Trận đấu đầu tiên trong siêu thứ 3. Máy máy của Mơ Yamoto. Vâng, ba con voi chụm lại ở một chỗ. Chúng ta có thể gọi đây là một bầy voi ba. Lai là 14/16. Điểm qua các nhà bên phía bên mình. Núi Yamoto có một bầy hươu 4 đã về nhà. Bên kia là 2 IA, 1 Pan và 1 Max C. Hình như thế. À không, bên mình 2 IA cơ. Tôi nhầm. Bên kia có Max C, có Pan, có IA. Và một cái gì đấy nữa. Vơ, Min Oan. Vậy hươu ăn tại BS đầu. Có con voi về nhà nhà. Exciter Kenny sang. Có voi, có hươu. Quả phụ chưa? Chúng ta sẽ đến với mảnh máy của màu 7. Rách tức vờ. Vâng, có thêm voi, thêm hươu. Là một trận thi đấu nữa mà kéo chém lên ngôi. Thông tin à kìa, có một con dân của 4 đang phi voi hộ. Rất cảm ơn game thủ Hoàng. Tơn ăn chanh. Nhưng ăn chanh tơn này sẽ là có lợi cho bên mình. Lực vẫn đang là hơi yếu, cần phải tìm thêm một cái đồ gì đó đi. Mấy hươu hồng một bãi quả đi, bãi quả thì tốt. Có một con voi ngay cạnh nhà mà không dò ra kìa. Một dò lỗi một con voi.
Vâng, bãi cỏ phụ. Trận đầu 11 đến từ vơ 11 gần rưỡi. Bắt người nào? Bắt người nào? Rồi rồi rồi, tiếp đây sau. Bắt mà chưa có cái rổ 4 ăn chanh một bầy hươu. Liệu anh có kích đời sớm không? Hay đây là một tên không có lực? Vâng, giò 1 đã đẩy vào. Vâng, 2 giò. Một giò 1 mà một giò 4 đẩy vào nhà của vơ. Rất tốn lực cho cái bãi vàng. Vâng, giò vẫn, giò của mình vẫn là 3.0. Hơi căng cò. Thôi, đau tim lắm, chuyển sang máy máy của Exciter. Sang đánh cung. Vâng, cái hook là khá đẹp. Thằng này là 31. Có bánh xe rồi. Tôn cung đầu ra. Có đẩy luôn không? Đẩy luôn xuống góc 3 giờ. Hay đẩy lên 12 giờ. Đầu gánh của vơ là 14. Mẫu 2 dâng lờ vào nhà của Exciter. Quên, giữa các bạn đây là một tên mẫu 2 ở vị trí đầu cánh. Hôm nay là 41 đến từ Sen Yamato 28. Đang bị chém 1-1. Đi vào nhà Yamato đánh cung A. Nga Yamato. BC luôn. Một đi khá gắt. Ôi, hơi. Vâng, một tên vẩy e hơi chậm. Nhưng tôi nghĩ là thủ được tên này thôi. Rồi vẻ khá hay đến từ game thủ Mô. Nhưng bãi gỗ đang bị chém đẩy vào. Núi Ia solo với màu 4. Dường như màu 4 ngoài IA. Đúng rồi. Nhớ sao ấy, cứ lạc đại. Đây là phù được thôi. Ăn được bãi vàng của mô 4. Đẩy bán chém vào ăn vào vào ruộng. Hôm nay 21. Không quá khỏe nhưng vẫn đang chọc được vào nhà của mô 4. Mô 1 vẫn còn chém ở nhà của mô 5 mỡ. Nhưng đây là cung A. Không phải quá lo lắng tên này. Exciter dường như đã chạy nhà. Vâng, Exciter đã chạy nhà khi bị Y bác xê đâm.
nhưng đang có một tên đẩy khá hay vào nhà của MU2. Vâng, vâng, đây là một tên mà khá ảo diệu khi mà MU2 phù được cả khung giờ. Nhưng tham lai vẫn đang giữ được ở mức là 52. Chạy dân đi. Greg Pan, Ia, Maxi. Thì sao mảnh máy của Vơ Minoan vẫn đang có một tham lai là khá được khi mà anh chém Minoan và tham lai là 33. Một tơn tạm dừng tham cân thôi. Tham cân thôi nhưng màu 3 khá to. Núi tham lai 2 vẫn là 21 và đang chém được dân của màu 4. Cần phải quản lại màu 4 đi. Cần cẩn thận với một tơn màu 4 lên 4. Bác C khá nhiều y. Nay Ia bên mình chỉ là 18. Ia tiếp theo 72. Cung A. Vẽ châu dọn ra. Và đã đóng ca, có cần nhận đồ một tơn và lên 4 ngay sau đây không? Vâng, vẫn còn một ván chém của bộ 3. Cẩn thận khi bác xe đã đẩy đến nhà. Nhưng đây là cung A, không cần phải quá lo lắng. Chúng ta thấy những con cung A rất khác với y, kể cả y bác xe. Tăng A liên tục. Thế nào? Exciter tham lai vẫn giữ là 4x và ôm nhau với nhà màu 5 mỡ. Vơ 47. Vơ chuyển A. Có gỗ thì bơm cho màu 7 đóng A nhá. Hôm nay bên mình vẫn là khá to. Nối sau một thời gian chinh chiến thì tham lai của anh chỉ còn là 7. Nhưng tham lai vẫn cân. Và màu 4 đã lên 4. Đã có hot đến từ màu 4. Cẩn thận một tuần đẩy. Nhà Sang
Insider tham lai 50. Cung A của màu 5 vỡ đang phải lui về. Và cũng đã có hot đến từ màu 5. Lửa bắn chặn chặt cô 3. Lên hết đi. Hai nhà lên 4 nhưng nhà bên lên 4 của bên mình là rất khỏe. Thế trận đang ưu. Bốn khá nhiều hot. Nhiều gỗ kia tăng nhiều A lên. Tăng nhiều A lên. Tăng A tăng ruộng. Phản vàng. Ở bốn khá nhiều hot đang đẩy đến nhà của Vơ rồi. Vơ trở sang máy của Vơ. Đang bị hot IA đẩy. Nhưng để công được nhà Vơ thì không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng đây mà tôi cần phải rất cẩn thận khi có cả chém của mùa 1. Có cần phải bắt tay với mùa 1 không? Nó không những đây mà tôi tơn mà mùa 1 khá nhiều chém. Vâng, mơ đã đem cung ra cứu rồi. Quay trở lại với màn hình máy của Yamoto. Cần phải quản vàng. Cần phải quản vàng của các cổ phía bên kia trong tuần này. Bên kia không có vàng thì không đánh được đâu. Hôm nay đã là 170 rồi. Đây một tên đẩy vào nhà của mùa 1. Nếu không chạy thì mùa 1 sẽ chết. Này vẫn rất to đến từ mỡ. Khoản vàng khá tốt đến từ màu 5. Thông tin báo về màu 4 đang đẩy Vơ. Anh dại với Vơ. Vơ sẽ là người lên 4 ngay sau đây thôi. Lại 127. Ôi, quay trở lại với màu 5. Có bản đồ nhìn rất cho dễ. Khu vực gần nhà Vơ là một khu vực đang giao chiến và màu 4 đang có khá nhiều hot. Nếu như muốn đấu thì cần phải đẩy thêm hot lên hoặc lùi hot chỗ kia lại, nhưng bên kia đã đi sai, tỷ số là 1-0 trong trận thứ 3. À, chúng ta cùng chờ đợi trong giây lát để đến với trận thi đấu tiếp theo.